Rồi, hello anh em ha. Hello anh em đã quay trở lại với channel của cửa hàng Phú Hương bên em ha. Thì tiếp tục thành công của cái lô B vừa rồi là 15 cái máy cưa là bên em đã giao sạch sẽ rồi, chưa kể là mấy máy cắt cỏ, bơm nước, đồ linh tinh các kiểu. Thì bữa nay lên tiếp tục cho anh em là cái lô R nghe anh em. Đây là lô R. Đó. Thì trong cái lô này nó sẽ gồm có là 14 con máy, trong đó là theo yêu cầu của anh em là lên tay cục nhiều, cho anh em mua những cái máy cưa tay cục để gọn về cắt tỉa nhánh đồ này kia, hoặc là xài gia đình đồ cho nó gọn nhỏ. Thì trong cái lô này nó có tới 5 con máy tay cục cho anh em lựa luôn. Rồi những cái dòng máy mà xài cho gia đình thì cũng rất là nhiều luôn, từ R6 cho tới R10 là anh em xài gia đình rất là ok. Tức là cái những cái dòng máy mà xài với mặt đất đó, mấy hàng tay cục thì xài trên không, trên cao rồi dưới mặt đất. Còn cái hàng tay dài thì chuyên xài với mặt đất không đó, để cưa củi đồ, cưa thời gian nhiều dài đó, thì anh em lấy từ R6 tới R10 cho em. Rồi tiền ít mà hết hàng hôm là con R11 này cho em là 2,5 triệu, bình thường người ta bán tới 3 triệu mấy nè. Con này là tiền ít hết hàng hôm nè, trong mỗi lô em sẽ chèn cho một con con đó là tiền ít mà hết hàng hôm thì anh em tranh thủ mua. Rồi con hoa hậu thì có con R12 này, Sinowa 360 đó, rồi ba con, hai con Sinowa 350. Trong cái lô này thì nó sẽ có những cái con hoa hậu, thứ nhất là R12 là hoa hậu nè, R9 là hoa hậu nè, rồi hoa hậu mà đỉnh nhất đó là R4 nè, R4 là đẹp nhất trong lô ha. Đó thì anh em nào có nhu cầu mua thì nhớ giùm em cái số hotline là 0967100003. Đây đồng thời là số Zalo bên em luôn, nhưng mà Zalo bên em hiện là nó đã đầy rồi. Thì anh em có vấn đề nhu cầu gì hay là có nhu cầu liên hệ ăn nhậu đồ này kia các kiểu luôn, thì anh em cứ nhắn qua Zalo thì bên em sẽ trả lời cho anh em, chứ đừng gửi lời mời kết bạn nha. Thì máy móc mình á thì nói thẳng ra luôn với anh em nha, thì máy móc cho dù anh em mua máy mới 100% giờ nó cũng có rủi ro đó, tức là bị trục trặc đồ này kia các kiểu, chứ đừng nói mà mình đi mua hàng bãi, hàng đã qua sử dụng như thế này. Nhưng mà anh em mua, anh em phải biết cái cách để mình giảm hiểu cái rủi ro. Thì một trong những cái cách mà để anh em mua cái hàng bãi, hàng đã qua sử dụng mà giảm cái hiểu cái rủi ro, thứ nhất là anh em phải lựa cái cửa hàng mà nó uy tín, nó bán lâu năm, có thương hiệu đó. Cái thứ hai nữa đó là bên em cam kết cho anh em những cái máy này là cam kết cho anh em làm chỉ duy nhất một đời chồng, tức là hàng chồng trước của nó là hàng chồng Nhật. Hàng Nhật nó xài chán xong là em lấy về em bán liền cho anh em, chứ không có cái chuyện em đi thu mua lại những cái máy mà những anh em đã ở Việt Nam mình xài qua mấy nước rồi, xài xong cái bán lại cho tiệm sửa sang lại đem lên đây bán lại cho anh em, xong anh em về xài cái trục trặc không yên cái bán lại cho tiệm lại sửa sang lại bán cho cái hàng anh em khác nữa. Thì những cái máy đó là 3-4 đời chồng, thì những cái máy đó em nói với anh em không bao giờ mà nó ngon được. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái tiệm nó rất là nhiều cái vấn đề đó nghe anh em, tại vì tiệm người ta chạy theo lợi nhuận á, người ta mua lại những cái máy vậy thì nó rất là rẻ, tại vì anh em chán chê rồi, nó bị bệnh này kia rồi, anh em bán rẻ lắm thì tiệm họ rồi nó khoái, nó mua lại giá rẻ xong nó bán lại giá cao. Thì những cái máy đó nó sẽ 2-3 đời chồng, 4-5 đời chồng, có những máy cả chục đời chồng luôn, thì nó sẽ không ngon. Còn anh em đến với cái kênh của anh em, của em, anh em tin tưởng, anh em theo dõi video rồi anh em xuống tiền anh em mua những cái máy này, thì em sẽ cam kết cho anh em là máy một đời chồng ha. Do đó bên em mới có cái bảng này cho anh em. Thứ nhất là máy bao ngon, đầu tiên cái máy phải ngon, không ngon là mình không nói chuyện nữa. Đầu tiên nói cái muốn nói gì nói, cái máy phải ngon cái đi rồi tính. Cái thứ hai nữa là giá là phải bao rẻ, với cái hình thức máy là một đời chồng, chứ mình không có đi so sánh giá với những cái máy rác hay máy hư lại, những cái máy đời chồng đó, máy đời chồng là mình không tính ha. Rồi cái thứ ba nữa là bao luôn cho anh em phí ship, cho dù anh em bất kỳ ở đâu, kể cả hải đảo đó, hải đảo gửi ra hải đảo là tiền cước là nó gấp đôi cái phí ở đất liền nghe anh em, mà vẫn bao ship luôn, trời lớn gì đó rồi hướng dẫn sử dụng chi tiết tận tình từng máy cho anh em luôn. Tức là anh em mua máy nào em sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể cái máy mà anh em mua một cách cụ thể từ A tới Z. Do đó anh em chưa biết gì về máy, mua máy bên em hướng dẫn xong là biết luôn. Như vậy là mua một được hai, mua mẹ bồng con, thấy không, mua con mẹ là tặng luôn con, tức là được cái máy và được cái kiến thức sử dụng máy. Rồi cuối cùng nữa là bên em bán là từ năm 2008 tới nay, thì với từng ấy năm thì cái phụ tùng bên em rất là bao la, em có thể tự tin vỗ ngực rằng hầu như hồi đó giờ em bán chưa có gặp một cái máy nào mà em gọi là bó tay không có phụ tùng nha anh em ha. Cho dù em có mà có bó tay đi nữa, không có phụ tùng, em vẫn ở phía sau, em vẫn còn tới 500 anh em đồng nghiệp chung nghề chung ngành với nhau, chỉ cần bóc máy lên alo, ê mày cứu tao cái cục IC này, cứu tao cái chụp giật kia, cái là có 500 anh em. Do đó phụ tùng bên em rất là bao la nha anh em, anh em mua máy thì rất là yên tâm ha. Rồi đó là 5 phút mà clip nào bên em cũng giới thiệu lanh quanh qua sơ để cho những anh em chưa biết về kênh thì mình sẽ theo dõi ha. Rồi trước khi bắt đầu clip thì anh em nhớ cho em một lượt like, bấm đăng ký kênh, cộng mặt chuông để nhận tất cả thông báo khi mà lên video mới ha. Rồi trong video này thì anh em nào có nhu cầu mua máy tay cục thì cứ coi cho em là 5 con đầu tiên nha, 5 con đầu tiên. Còn anh em nào không có nhu cầu mua tay cục thì cứ xả cái clip mình coi tới cái con mà nãy giờ em đã giới thiệu đó, trong cái tầm giá mà con nào anh em nghía đó,
ưng ý đó, thì anh em xả tới khúc đó coi, chứ anh em đừng có mà gọi là ngây hơ quá, anh em coi từ đầu tới cuối, xong tới lúc mà anh em bấm lại anh em coi gọi lại thì cái hàng khác nó phỏng tay trên, nó mua mắc mẹ rồi, thấy không? Do đó là đầu clip này em sẽ giới thiệu sơ sơ qua, anh em thấy cái nghĩa cái con nào mà mình muốn lụm đó, ví dụ như cái con mà Sinowa mà đẹp ở trên kia K10R12 gì đó, thì xả tới lúc mà em nói khúc đó đó, rồi xong rồi xả tới khúc mà em test nổ con đó đó, là đâu đó chừng 3-4 phút là anh em coi xong clip rồi, là chốt được rồi. Chứ anh em coi từ đầu tới clip thì nó dài, xong rồi quay lại gọi thì bán mắc mẹ rồi, nói sao anh em mua câu hoài mà không chốt kịp là vậy đó ha. Đấy rồi, thì hai cái con đầu tiên này đó, nó để là Sinowa, nhưng mà cái chữ Sinowa này là để chơi thôi, nó không phải là máy Sinowa nha anh em, nó là Nakatomi nha. Nó hai cái con này là Nakatomi ở hàng Nhật Bản ha. Thì hai cái con này nó sẽ có gì khác biệt so với ba con còn lại, thì hai cái con nó máy này dành khẳng định trong cái lô này luôn, thì hai cái con máy này là hai cái con máy mà cái đời cao nhất trong cái lô này luôn, chứ đừng có nói mà trong năm con này, thì hai cái con này cái năm sản xuất của nó tới 2018 cái năm, cái đời rất là cao. Thì với cái năm sản xuất mà cao như vậy đó, thì những cái công nghệ mà đời mới nhất, cái gì mà tối tân nhất của nhân loại ở trong máy cưa thì nó sẽ áp dụng trên cái con này. Đầu tiên á là nó sẽ có phanh ha, hai con này nó sẽ có phanh thắng xích, thì cái này nó rất là hữu hiệu khi mà anh em leo trèo lên cao, anh em chỉ cần gài xuống cái cốc cái, không? Ví dụ như anh em gài xuống cái cốc, nó gài xuống cái cốc cái là nó sẽ khóa cái phanh lại nó. Thì như vậy là cho dù mình có lỡ mà vô tình á, mình bóp ga nó hụ lên á, thì cái xích nó cũng không chạy, thì nó sẽ không gây nguy hiểm cho mình. Cái thứ hai nữa là nó có vú bơm, mình bóp thì nó sẽ giúp cho mình giật nhổ nó nhanh hơn. Thứ ba nữa là cái chụp giật của nó là trợ lực. Thứ tư nữa đó là cái le gió nó là tự động, khi mà mình kéo le gió ra thì khi bóp ga tự động lên nó nhảy vô ha. Rồi cái nữa nó rất là thông minh, đó là nó có cái móc dây đeo đây, để cho khi mà anh em leo, chứ đầu tiên là mình leo lên, ví dụ giờ muốn hạ cái nhánh cây trên cao phải không, đầu tiên anh em leo lên cây trước đi, nhưng mà kéo theo sợi dây, rồi leo kéo xong bắt đầu anh em mới ở dưới đất nè, mình buộc vô đây rồi mình kéo cái máy lên, cưa xong mình kéo xuống, thì cái móc dây đeo này nó có tác dụng gì, nó rất là thông minh nha nè. Thì nói chung á, cái con R1 với R2 này là hai cái con này là nói là bị liệu chạy để lắc lại coi ha. Hai cái con R1 này với R2 này nè, nói chung là nó hoàn toàn giống nhau, nó chỉ khác nhau cái màu thôi ha, tức là cái hương hiệu là Nakatomi, công suất nó giống nhau, rồi này kia các kiểu là nó gần như là nó y hệt nhau, nó chỉ khác nhau cái màu thôi, với lại cái trắng tay cầm nó thiết kế nhau khác biệt chút xíu thôi, nói chung là nó y chang nhau, không khác gì hết, chỉ khác màu thôi. Nhưng mà theo em đánh giá thì em thích cái màu này hơn. Cái màu này không biết là gọi màu gì, anh em để lại dưới phần bình luận nha. Em thì hay bị mù màu đó, em biết con này màu cam nè, con này nó không phải màu đỏ mà nó cũng không phải màu gì, gọi là màu này gọi là màu gì không biết luôn đó. Nhưng mà nó rất là đẹp nha anh em ha. Thì hai cái con này thì cái công suất của nó là khoảng 27cc nè, do đó là nó chạy là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nha. Hai con này máy cưa chứ thực ra là nó ăn xăng cỡ máy cắt cỏ hơn nha nè, chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Tóm lại đây là một cái con hàng ngon, rất là đáng xài, nhất là những anh em mới xài máy cưa lần đầu thì nên xài cái dòng máy này là hết sảy nha. Nó đi cái lam ô ghi gông của Mỹ luôn nha. Con này thì cái lam của nó là 4 tấc 2 nha nè. Con này thì cân nặng của nó là 4kg ha, rất là nhẹ nha, rất là nhẹ, 4kg là cực kỳ nhẹ đó nè. Rồi kế tiếp là con R2. Đây anh em thấy không, cái công tắc mà nếu mà người ta xài nhiều bật tắt lên đó, là mấy cái này nó sờn nó bị bay màu đó. Còn cái con này nó còn mới đét luôn nè, không ở nội cây lam nó còn chữ Odeon thôi là anh em cũng biết rồi. Con này là lam 4 tắc 2 nha nè. Con này thì cân nặng của nó là 4kg luôn nha, nặng 4kg. Rồi kế tiếp là con R3. Con này thì là một cái con máy truyền thống quen thuộc trong cái dòng tay cục nha. Nó là Makita hoặc là Echo đều là nó đó. Ưu điểm của cái hàng này đó là cái tiếng nổ nó ra rất là hay, tiếng nổ nó giòn, chắc, ấm, đanh. Cái tiếng nổ nó anh em nghe phê lắm, nó nổ hình hịch giống như tiếng của mấy cái chiếc tàu biển xà lan đồ rồi kia nổ đó, tiếng nào ra tiếng đó nghe rất là hay. Đặc trưng của cái dòng Makita này là chạy bốc mà tiết kiệm xăng nha nè. Với lại cái dòng này nhiều anh em hít đó là cái lốc của nó có dập Made in Japan, nên là nhiều ông ăn chắc bền đó là mua cái con này để khoái cái chỗ cái lốc nó dập đây nè. Rồi cái hai nữa là cái ốp này nè, là cái ốp nhôm, thì khi mà anh em nó chạy rất là bền, khi anh em châm nhiên liệu đồ này kia thì cái bơ nhôm này nó sẽ không có bị bể vỡ nếu mà mình vô tình mình làm mạnh tay hay làm rớt đồ này kia các kiểu đó, nhôm thì nó hiên hưu rồi ha. Rồi con này thì cái công suất của nó là khoảng 30cc nha anh. Con này cái lam cũng là 4 tấc 2 luôn ha, nãy giờ mình có duyên với lam 4 tấc 2 đây. Rồi con này thì 2,1 triệu. Nó cái nữa là cái lốc của nó nghe nè, cái lốc qua bên trong á, cái mặt ốp này với là cái lốc qua bên trong nó là nhôm đó, do đó là nó là cái một gọi là tạm gọi là cái phân khúc nó là phân khúc cao cấp, tại nó xài lốc nhôm, lốc nhôm thì nó sẽ bền hơn, tản nhiệt tốt hơn.
nhưng mà cái nhược điểm là nó nặng hơn nè anh em, nặng hơn hàng này nè. Con này là nó tới 4,6 kg nè, nặng 4,6 kg. Rồi kế tiếp là con R4, con R4 này là cái con máy mà em gọi là đẹp nhất trong cái lô ngày hôm nay nha anh em. Đó, và đây là một cái phiên bản giới hạn của con Ruby nha. Trong cái lô này Ruby nó sẽ có hai con, anh em thấy màu vàng là Ruby đó, hai thằng đàn anh của nó là ở phía trên này đó. Đây quay một lần nữa cho anh em coi cận cảnh, anh em chảy nước miếng liền. Đó, con này thì là công suất 26cc, rất là nhỏ gọn nha anh em và cực kỳ đẹp. Đó, Ruby mà tay cục thì anh em cứ nếu theo dõi kênh bên em rồi đó, thì anh em biết nó về thì nó bình thường thôi, nhưng mà cái lô con này là cực kỳ sắc nét nha. Thường cái dòng thường á là cái nắp lục gió đây là màu đen, còn này là nó chơi full vàng hết luôn mà nó cực kỳ sắc nét, nhìn là chảy nước miếng nha nè, nó chảy miếng ghê chưa, chứ em chảy nãy giờ mấy lít rồi đó. Và cái dòng này là dòng Cowin, nó dòng Cowin đây là một cái phiên bản giới hạn nha, đây nó có chữ Cowin nè anh em thấy không đó, tức là phiên bản mà nó sản xuất có giới hạn, tại vì thì những cái dòng này nó sẽ mắc tiền hơn những cái dòng phổ thông bình thường. Và đây là con máy đẹp nhất trong cái lô ngày đây luôn, ngày hôm nay luôn. À, nó có cái móc dây đeo đây nè. Cái dòng Ruby này thì anh em biết rồi, chạy nó rất là bốc và nó lại tiết kiệm xăng. Con này thì lam của nó rất là gọn nha, lam 3,5 tấc, anh em có thể cưa được cái cây đường kính tối đa là 7 tấc nha. Đó, đây, rất là đẹp. Phê chưa anh em? Bóng loáng luôn. Đó, ES 2,5V, anh em thấy chữ V có nghĩa là VIP, cái dòng máy VIP đó ha. Đó, còn anh em nào không biết VIP là gì nữa thôi luôn á. Đây Ruby nè, tem Lema nè ha. Đó, hàng Nhật chuẩn đét luôn. Đó, máy rất là đẹp, đặc biệt là cái bô như mới nha anh em, cái bô còn can xà beng nước sơn đen đây luôn nè, còn như mới luôn nè. Đó, con này quá đẹp nha anh em, phải tranh thủ mua nha. R4 2,3 triệu nha anh em, đẹp nhất lô đó chứ không phải chơi đâu, và cũng rất là nhẹ luôn, nhẹ nhất lô luôn á. Con này chỉ có 3,6 kg thôi nha anh em, rất là nhẹ, 3,6 kg. Rồi kế tiếp là con R5, con này là Echo nè. Con này thì nhiều anh em khoái nó là hương hiệu, con này đầu tiên đập mặt vô anh em là nó là một cái dòng máy hương hiệu nha, thương hiệu Echo quá nổi tiếng rồi. Con này có phanh và phanh còn động nha anh em. Đó, con này là cái dòng ECS 300T nha anh em, T đó, made in Japan ha, cái tem còn nè, made in Japan, chụp giật trợ lực nha anh em, giật rất là nhẹ, có vú bơm ở đây luôn, ganti chỉnh đây luôn. Và cái phiên bản này là phiên bản hay không, nó sẽ có những cái nắp màu cam nó phối với màu trắng, thì nhìn những cái điểm nhấn này nó sẽ tạo cho cái máy mình nó rất là hay không đó. À, cái nắp cái lọc gió nó cũng làm màu cam luôn. À, le là le tự động nè anh em ha. Đó, con này thì cái lam của nó là lam 4,2 nha anh em, 4,2. Thì đây là cái con máy mà mắc nhất trong 5 con máy tay cục. Đó, đây là con R5 2,4 triệu. Con này thì công suất của nó là 31cc nha anh em, và nó có phanh ha, có phanh. Và cái tay cầm của nó thiết kế nó rất là lạ nha, tay cầm nó thiết kế nó rất là đẹp. Đây, anh em có thể thấy mấy cái tay cầm này thì tay cầm này nè. Đó, thì thằng này nó bo tròn, nó uốn lượn, em nhìn nó kiểu nó rất là hài hòa. Còn mấy hàng này thì nói chung là nhìn nó bình thường. Đây là cái những cái tay cầm thông dụng thôi, còn cái tay cầm này kiểu tay cầm nó thiết kế rất là uốn lượn, nói chung là đẹp nha. Tóm lại là đẹp lạ, cầm cái cảm giác cầm nó rất là thoải mái đó. Còn đây mình cầm thì nói chung là cầm thôi, còn đây cầm mình có cái độ nghiêng nên là khi nó sẽ tạo cho mình cái cảm giác cầm nó rất là êm ái và nó không có bị mỏi tay đó. Thì đây là cái con R5 nha anh em. Rồi con này thì 3,8 kg nha, 3,8 kg, cũng là một cái con máy rất là nhẹ đó. Thì bữa nay đáp ứng yêu cầu của anh em là kênh kêu em làm lên máy cưa tay cục nhiều cho anh em lựa, tại bình thường em lên là chỉ có khoảng 1-2 con tay cục thôi, còn nhiều là tay dài, nhiều anh em cử quá mấy ổng mua không kịp, nên là gọi kêu em lên tay cục cho nhiều. Thì bữa nay lên cho mấy ông 5 con là toàn hàng VIP không đó, mấy ông không lựa đây nha. Rồi lựa rồi alo liền đi nha, chứ đừng có chần chừ do dự rồi đi hỏi ý kiến vợ, hỏi ý kiến hàng xóm, rồi lên mạng coi ý kiến gì tùm lum, xong bóc lại cái bán mắt mẹ cái bắt đầu quay ra hết giọng. Đấy rồi. Kế tiếp là những cái dòng máy tay dài. Dòng máy tay dài thì anh em có thể cưa dưới mặt đất, anh em cưa từ sáng tới chiều nó không có mỏi tay, tại vì khi tay dài thì tay trước tay sau mình cầm cưa nó không mỏi tay nha. Đây là hai cái dòng Ruby nha anh em, hai con này thì nó cũng giống như R1 R2 vậy đó, nó chỉ khác nhau cái màu thôi chứ còn công suất thì nó y chang nhau, anh em thích màu nào thì lấy màu đó. Cái màu vàng này đó thì nó là màu vàng đậm, còn hàng bên đó là màu vàng nhạt hay còn gọi là màu vàng chanh. Hàng bên đó thì nó cái trắng tay cầm ở phía trên là nó giống màu nó luôn. Thì tùy do anh em muốn thích lấy con nào thì lấy. Thì nếu mà nói hỏi ý kiến em con nào đẹp hơn đó thì em đánh giá là cái con màu vàng nhạt nó đẹp hơn. Nhưng mà nếu mà nói về tổng thể đó thì cái hàng G6 này nó đẹp hơn, do là cái lam nó là đi cái lam Homelai. À, quỷ thợ em nó làm mẫu nữa nè. Nữa anh em về anh em lật cái chiều lam lại cho cái chữ nó thuận lại, giống như cái chữ Mlock hay Tanaka trên đó đó, thì nó sẽ đẹp hơn ha. Đấy. Rồi nãy em làm gấp quá em cũng quên đổi lại, cho nên đổi lại nó sẽ đẹp hơn. Như vậy cái con R6 này về tổng thể là về phần máy và phần lam thì nó sẽ đẹp đồng bộ.
Còn cái con R7 này thì nó chỉ được cái là đẹp phần máy thôi, phần lam thì nó hua hàng bên đây à, nhưng mà hai con thì nó đồng giá nhau 2,3 triệu. Nhiệm vụ của em là phân tích con này với con kia nó khác biệt như thế nào, nhiệm vụ còn lại của anh em là lựa ưng con nào chốt con đó ha. Rồi hai con này thì cái công suất của nó là khoảng 35cc nha anh em. Hai con này thì công suất của nó là khoảng là 35cc, thì với 35cc thì anh em có thể cưa cây hạ cưa đê, cây đứng đồ này kia các kiểu rất là thoải mái luôn đó. Rồi cái nắp lọc gió nó nằm ở phía trên này luôn, do đó là anh em mà khi mà mình cưa thời gian á, mình chỉ cần dặn tay ra thôi đó, mình vừa làm việc mình vừa vệ sinh cái lọc gió được luôn, chứ còn ấy cần phải già xài cái dụng cụ gì hết. Rồi cái thứ hai nữa là cái nắp xăng pha nhớt với lại các lam nó nằm trực diện ở trên này luôn đó, mình cứ châm thẳng vô là được, chứ không phải giống như những cái dòng máy đây là khi châm là mình phải nghiêng gì nghiêng gì mình mới châm được, còn này nó nằm trực diện luôn thì nó rất là tiện lợi nha anh em. Rồi con này thì cái lam của nó là lam Homela còn mới đét luôn. Con này thì lam nó là 4 tấc 2 ha, công suất là 35cc, máy thì rất là đẹp, cái mặt ốp ở đây là nhôm này nè. Con này là 5,4 kg nha, 5,4 kg nha. Như vậy là cái máy này là cái máy lốc nhôm nha nè, lốc nhôm. Rồi kế tiếp là con R7, con này thì em đánh giá là so với R6 thì máy nó đẹp hơn nè, cái nước sơn á, nước sơn nó đẹp hơn. Và quên báo với anh em nữa là cái dòng này á, thì nó sẽ có cái núm chỉnh cái lượng nhớt lam ở đây, là anh em muốn lượng nhớt lam nhiều hay ít là mình căn chỉnh ở đây luôn, à, tùy ý mình ha. Con R7 này là giá 2,3 triệu nha nè. Con này thì lam của nó là cũng là 4 tấc 2 ha. Thì mấy cái dòng Ruby này em bán rất là nhiều rồi, đặc biệt là những anh em mà về mà mình xài máy mà khoái cái kiểu mà nó chạy nó bốc cái tua máy nó nhanh đó, thì anh em nên lấy cái dòng Ruby cho em, chạy là sướng lắm. Chứ nhiều anh em mà chạy mà kiểu cảm giác như mà phấn khích thanh niên đồ này kia, khoái cái cảm giác cái tua máy nó nhanh, bóp ga là nó phải lên liền, nó không có cái độ trễ nha nè. Có một số dòng máy mình bóp ga nó có cái độ trễ, ví dụ như nó trễ khoảng 0,5 giây bắt đầu nó mới hụ ga lên. Còn cái dòng Ruby này nẹt cái là lên, nẹt cái là lên, không có cái độ trễ của tay ga ha. Rồi con R7 2,3 triệu nha. Rồi con này là cũng là 5,4 kg ha. Rồi kế tiếp là cái con R8, con này nòng đứng, con này thì nói chung là quá đổi quen thuộc rồi. Đây là con máy quốc dân nữa nè. Con này là lần nào anh em về cũng rất là khoái dòng này. Nó nhỏ gọn mà nó chạy rất là bốc. Con này thì nó tới 37cc nha nè, Makita sản xuất tại Đức nha. Đấy. Xích thì còn rất là dày luôn. Thì anh em biết là mấy cái hàng mà bên Đức á, là nó thiết kế một cái máy ra là nó tính toán lắm. Mấy hàng bên Đức là nó thiết kế một máy ra là nó tính cho anh em là phải sản xuất cái máy đó là cho anh em xài là khoảng là 100 năm. Ghê hồn chưa? Mấy hàng Đức nó tính ghê lắm. Nó sản xuất một cái máy rất là bền để cho anh em xài 100 năm. Do đó cái máy mà cái gì mà sản xuất tại Đức là rất là bền. Con này là 4,2 kg ha. Ủa xin lỗi, lam 4 tấc 2 ha. Nó là công suất 37cc thì anh em biết rồi, nòng đứng mà 37cc thì so với nòng nằm nó chạy là tương đương với cả 40-45cc chứ không phải chơi đâu. Do đó nó rất là bốc. Đó, anh em xài nòng đứng thì hạ cây đứng. Người ta đi hạ cây đứng là người ta sẽ xài nòng đứng tại vì cái tua máy nó cực kỳ nhanh, tốc độ cưa rất là nhanh, rất là cao. Ví dụ anh em xài nòng nằm, anh em cưa một cái cây đứng để hạ nó rớt xuống mặt đờ, rớt xuống đó thì nó khoảng 30 giây đi. Thì cái hàng nòng đứng này chỉ tầm 20 giây thôi, có khi là 15 giây thôi là đã cưa xong rồi ha. Thì đây là cái con R8 ha, 2,3 triệu nha anh em. Con này là 4,5 kg ha, đã 4,5 kg. Như vậy là nãy giờ mình có 3 con đồng giá nhau là 2,3 triệu nha. Đây hai con này với con nòng đứng này. Đó, cũng khá là phải phân vân nha. Ví dụ như ông nào mà xài gia đình mà hạ cây đứng đồ nhiều, muốn cưa tốc độ nhanh thì lấy nòng đứng. Còn muốn chạy mà tiết kiệm xăng, chạy nó đầm cưa nhiều, cưa củi đồ này kia thì lấy R6, R7 cho em là ok. Còn một cái con ngon nữa nè, con này còn ngon hơn ha, ba thằng kia nữa đó là R9, con này là M-Lock. Con này người ta gọi là máy cơ bắp Mỹ. Thì anh em hiểu cái chữ cơ bắp là anh em sẽ hiểu cái dòng máy này nó như thế nào. Mạnh mẽ ha, rất là mạnh mẽ, kiểu giống như máy mà turbo hoặc là máy mà giống như xe mà xe hơi bình thường, giờ xe bán tải đi, chạy địa hình rồi này kia các kiểu ha. Thì con máy cưa này giống như máy cưa địa hình vậy đó anh em. Con này xài cực kỳ sướng cho anh em. Em nhấn mạnh với anh em một lần nữa là xài cực kỳ sướng. Chụp giật của nó rất là nhẹ. Con này thì công suất của nó khoảng 35cc. Chụp giật nó rất là nhẹ và nó có cái công nghệ chống rung, nó có cái lò xo nè, chống rung, xài rất là sướng nha anh em. Đó, con này phải gọi là sướng. Đó, có phanh và phanh còn hoạt động luôn nè. Giật rất là nhẹ luôn, khều thôi. Đó, khều nhẹ thôi là nó đã nổ máy lên rồi, mà cái máy nó thiết kế rất là đẹp nha. Màu vàng, vàng xám nha anh em. Đó, nhìn cái đít nè, chưa có hề mòn gì hết. Anh em thấy mấy cái lò xo không? Là để nó chống rung. Cây lam nó còn mới đét luôn nè, mờ lóc nè. Con này là sản xuất tại Mỹ nha, hoặc là Mexico nè, đó, Mỹ với Mexico là kế bên nè. Nó ghi một loạt luôn, nó hướng dẫn cho anh em cái cách khởi động ba bước, à, chạy kéo le đồ này kia đó, về anh em tìm hiểu nha. Ở trên này thì là nó ghi tiếng Nhật đó, chứ không có tiếng Việt Nam, không có tiếng Tàu đâu. Rồi con này thì lam nó là 4 tấc 2 nha, 4 tấc 2. Đó, phanh đồ, lò xo đồ này kia rất là nhiều, 35cc. Nói chung là nếu mà con máy mà đánh giá là chạy sướng nhất trong lô xài gia đình
anh em lấy con R9 này cho em là xài rất là ok, máy đẹp, rất là đẹp. Nó thiết kế cái màu mà màu xám xám, nó giống như màu đất, màu keo gỗ cây đó, sẽ chạy nó rất là sạch, nó không có bị dơ máy ha. Mà cái thiết kế nó màu vàng, nó có mấy cái điểm nhấn nè. Nói chung là đây là một cái con máy rất là đẹp, đáng mua nha nè. Đó, 2,5 triệu. Máy của Donald Trump đó. Con này là 6kg nha nè, 6kg. Mà giờ Donald Trump xuống rồi, tên bị đen lên này. Rồi, kế tiếp nữa là một cái con nồng đứng, con R10 nha. Con này thì là Tanaka nha nè. Con này nói chung là đời khá là mới, khá là cao nha. Con này đời nó khoảng là 27 tới 28 nha Nam. Cây lam nó còn chữ Tanaka rất là đẹp nha. Đây, Tanaka. Đây, cây lam này nó bị chạy cái chữ này nè. Là anh em biết gì không? Là do nó cưa vô cái cây mà kiểu giống như mấy cái cây mít á, nó có nhựa hoặc là những cái chất giống như cây tre á, nó có cái chất giống như là xăng vậy đó nè. Nó làm chảy cái mực cái màu sơn đây nè. Chứ thực ra là cây lam này còn rất là đẹp nha Nam. Đó là do cái chất ở trong cái gỗ cây á, nó cưa nhầm cái cây và nó có cái chất đó. Còn cái mặt bên đây nó rất là đẹp. Nói chung là không ảnh hưởng gì tới cái lam hết, nó không ăn thua gì hết trơn. Nó chỉ có ảnh hưởng tới cái độ thẩm mỹ thôi, nhưng mà nhìn tổng thể cái máy lại rất là đẹp nha. Có xỉa gỗ luôn nha nè, có phanh và phanh còn hoạt động luôn nè. Đó, có phanh và phanh còn hoạt động luôn. Con này thì cái công suất của nó là nồng đứng 35cc nha. Dòng Tanaka này thì anh em quá nổi tiếng ở bên Nhật rồi. Nó chạy thì nó rất là tiết kiệm xăng ha. Và nồng đứng chạy thì rất là bốc. Con này lam của nó là 4-2 ha. Con này thì nó cũng có cái công nghệ chống rung, chập giật của nó cũng là trợ lực luôn nha anh em. Đây anh em có thể nhìn thấy cái nút on off nè, nó còn mới đét luôn nè. Nếu mà người ta xài nhiều bật tắt này là mấy cái này nó sờn hoặc nó bị mờ đi ha. Đó, máy còn rất là đẹp. Nồng đứng. Thiết kế này anh em xài 10 năm nữa cũng chưa lỗi mod nữa anh em ơi. Thiết kế quá đẹp luôn, thiết kế kiểu 3D. Đúng không? Mấy cái chập giật thường của người ta làm nhô ra vuông dứt rồi này kia, còn cái này nó làm theo kiểu là 3D. Đây nhô ra xong ẻn lên đúng chuẩn 3D luôn. Quá đẹp ha. Con R10 này là 2,650 ha. Con này anh em xài gia đình cũng được mà đi khai thác cũng được, tại vì nó là nồng đứng rồi. Con này là 5 kg nha, 5 kg. Rồi kế tiếp là con R11, con R này gọi là cái con mà tiền ít mà hết hàng thơm ha. Giang hồ mình hay nói là đi kiếm gái mà tiền ít thì hết hàng thơm thì là chỉ có hết .. Còn máy cưa, máy móc bên mình thì tiền ít thì hết hàng thơm thì vẫn có nha anh em. Quan trọng là anh em có chịu săn không, anh em có chịu chốt máy sớm không thì anh em sẽ chốt được thôi. Thì đây cái con R11 này là một trong những cái con đó tiền ít mà hết hàng hôm. Thì cái con R11 này nói chung là nó sẽ giá nó rẻ hơn trên thị trường anh em. Cái dòng này là dòng máy hệ G361, con này là đối thủ của Shinawa 350 nha. Đấy, thì nó xài chạy đường trường đồ này kia rất là tốt. Cây lam của nó là lam Latin. Giá bình thường ở trên thị trường là khoảng tầm 3 triệu hoặc hơn nha anh em. Còn con bữa nay là chỉ đạp cho anh em là 2,5 triệu thôi. Cái hình thức của nó thì nó không có quá đẹp, nhưng mà cái máy móc bên trong của nó quá êm, còn rất là ngon. Do đó là em quyết định đưa nó lên lô cho anh em coi, cho anh em mua. Đó, con này thì lam của nó là 4-2 ha. Con này là đúng chuẩn là tốt gỗ hơn tốt nước sơn đó. Nói chung là nhìn cái bề mặt ở ngoài thì nó không đẹp bằng mấy cái con kem, nhưng mà cái phần máy móc bên trong nó còn rất là ok, kiểu giống như là hot girl đẹp, kiểu dáng người body đồ này kia êm, nhưng mà cái mặt hơi nổi mụn chút xíu ha. Chứ còn mà nết na đồ này kia hủy mỹ ngon lành ok. Thì cái con R11 này là y chang vậy nha. Anh em phải chú ý cái dòng G, dòng máy hệ á, nó có G36, giá nó rẻ hơn 361 rất là nhiều anh em. Giá G36, còn cái này là G361, tức là cái dòng máy cưa mà máy hệ đỉnh nhất của cái hàng Komatsu Genoa nha. Đây là dòng máy hệ G361. Em nói thẳng luôn, nó là đối thủ trực tiếp của thằng Shinawa 350 chứ không phải chơi đâu. Mà anh em biết là trong cái dòng máy cưa thì đứng nhất là Shinawa, đứng nhì là dòng G, đứng thứ ba mới là Echo nha anh em. Echo chỉ đứng thứ ba thôi. Rồi con R11 này là giá 2,5 triệu ha, 37cc nha anh em. Lam Latin. Nó nọ anh em thấy là háo cái lam thôi bán cũng 600-700 ngàn rồi, chứ không phải chơi đâu, mà xích còn rất là dày nè ha. Lốc là lốc nhôm luôn, chụp giật là chụp nhôm luôn, nên là nó rất là bền ha. Dòng này là dòng máy hệ rồi, anh em có thể cưa từ sáng tới chiều. Đó, mấy anh em mà đi khai thác gỗ hoặc là xưởng gỗ nên xài những cái dòng này, chạy bốc tiết kiệm xăng. Con này là 5,7 kg nha anh em, nặng 5,7 kg. Rồi kế tiếp là con R12, con này lại tiếp tục lại là một cái con máy mà gọi là hoa hậu trong cái lô ngày hôm nay. Đó là R12 ha, nó chỉ đứng sau cái hàng R4 thôi, nhưng mà nói về độ đẳng cấp thì nó hơn R4, tại vì nó là một cái phân khúc cao cấp rồi. Nó gọi là Shinawa 352 hoặc là anh em gọi là Shinawa 360, mình hay nghe thấy luôn, là cũng là nó đó. 352 với 360 lại chang nhau à. Cái hàng 360 á, thì cái chụp giật của nó màu đây là màu đen, ở trên này thì nó y chang vậy, chỉ khác cái chỗ chụp giật này màu đen thôi. Nhưng mà theo em đánh giá thì quan điểm của em thì màu đỏ này nó nhìn nó vẫn đồng bộ hơn. Cái hàng Shinawa 360 nguyên chụp giật ở đây màu đen, nhìn nó kiểu nó không có ăn nhập gì với nhau chứ. Còn cái hàng này là màu đỏ, nguyên một cái màu đỏ đồng bộ luôn.
đó là Sinowa 350 360. Thì công suất của cái con này thì nó khoảng là 37cc nồng đứng nha anh em. Đấy, mét trên da băng. Đây mét trên da băng, có số seri đồ này kia các kiểu nha. Rồi cái lốc ở phía trước này là lốc nhôm nha anh em. Rồi cái con này thì là gọi em hay gọi là cái máy cưa mà tiết kiệm xăng nhất trên thế giới hiện nay. Tại vì cái chế hòa khí của nó xài chế hòa khí giống như bên máy cắt cỏ đó. Nên nó chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nha anh em. Đó, chạy máy cưa mà chạy như máy cắt cỏ gì đó thì anh em khoái không? Quá khoái luôn. Xích mới 100% nha. Con này xích mới 100% về là cưa luôn. Khỏi phải vữa xiết gì lại hết nên là rất là tiện nha. Con này thì lam của nó là 3,5 tấc anh em ha. Có vú bơm luôn ha. Con này thì có rất là nhiều anh em xài rồi, rất là êm, rất là ok. Đó, có nhiều ông nhất em hay kể câu chuyện đó là về nhận cái nói sao ư má mày nó 37cc sao về tao thấy nó nhỏ xíu mày. Nhỏ xíu xíu luôn, rồi cưa nổi không? Em nói bây giờ anh cứ chăm hẳn đi, ra kiếm cái cây nào mà ngứa mắt đó anh em, anh cưa thử đi xong rồi vô anh gọi lại cho em, chửi em nghe. Rồi ông đi ra ông cưa làm y là em xong gọi lại, ông nói trời má cái máy gì mà nó nhỏ, đúng cái chữ là nhỏ mà có vỏ là có thiệt, thằng này y chang vậy. Nhỏ mà có vỏ nghe anh em. Bà mẹ nó nhỏ xíu, nhọn gọn hơn mà nó nổ cực kỳ luôn. Chạy không hư kém gì 350 đâu. Đó, con R12 này là 3,1 triệu nha, thậm chí là cái tua máy nhanh hơn 350 nữa. Tại sao? Tại vì cái nó là nồng đứng mà anh em, nó nồng đứng mà. Đó, làm 3,5 tấc ha. Con này 5 ký đúng nha, 5 ký đúng. Rồi, cuối cùng là hai cái con Sinowa 350 hàng thánh. Thì mà hai con này thì em cũng nói đơn giản thôi. Một khi mà anh em đã xuống tiền mua Sinowa 350 rồi á thì anh em sẽ không muốn xài bất kỳ cái dòng máy nào khác. Tại vì hàng Sinowa 350 này hầu như không tìm được cái nhược điểm của nó. Cái gì mà nó ưu việt nhất là nó nằm ở Sinowa 350. Và đặc biệt một cái nữa là cái máy mới Sinowa 350 bên Nhật rất rất là đắt tiền. Thậm chí là nó tới 40 tới 50 triệu cho cái máy mới nha anh em. Do đó anh em phải nhìn cái máy mới giá bao nhiêu, còn cái máy này giá bao nhiêu, anh em mới thấy nó rẻ như thế nào. Chứ anh em không biết cái giá mới nó bao nhiêu, anh em thấy 4,5 triệu cho anh em nói má máy gì 4-5 triệu mắc dữ mày, mà máy bãi đâu qua sử dụng. Rồi nói anh biết máy mới nhiều không? Nó không biết, chắc cỡ 10 mấy triệu gì. Nó có đồng nội máy này của người ta là 40-50 triệu đó cha. Đó, rồi bắt đầu mới chịu xuống tiền. Đó. Anh em không tin thì cứ lên sạch Sinowa 350 ở bên Nhật nó bán bao nhiêu rồi anh em quy đổi ra anh em sẽ biết. Đó là giá tại Nhật đó, chứ còn mà nhập vô về Việt Nam mà đánh thuế đồ này kia các kiểu nữa thì không thể tưởng tượng được là giá nó sẽ còn bao nhiêu tiền nữa ha. Rồi, thì đây là hai cái con mà Sinowa 350 nha anh em. Nó có cái núm xe núm nè ha. Chỉnh ra anti, anh em muốn anti thấp hay cao là chỉnh bằng tay luôn, giống như chỉnh volume nhạc vậy đó ha. Hai con này là được cái là bên em là thấy anh em đã xuống tiền chơi cái tầm tiền nó hơi cao rồi nên là chơi đẹp với anh em luôn, cho anh em hai bộ xích mới 100% luôn. Do đó là anh em về cưa thoải mái, khỏi cần phải vữa xiết gì lại hết, mua máy bãi nhưng mà về cưa như máy mới, tại vì bộ xích mới luôn ha. Rồi con này á, nói chung thì hai con này nó như nhau, nhưng mà con này thì nó em nói trước nha, có ưu điểm là nó có thêm mấy cái cục tản nhiệt ở đây nè. Đó, mấy cái cục trắng trắng này nó tản nhiệt thì cái con này nó sẽ tản nhiệt tốt hơn mà làm bên đó. Nhưng mà về tổng thể thì cái hình thức máy bên đó nó lại đẹp hơn con máy bên đây. Đó, do đó là hai con nó đồng giá là nó có ý đồ nào hết nha anh em. Đó, con này thì nó vượt trội hơn cái làm, nhưng mà cái con bên đó thì nó vượt trội hơn cái phần thân máy nó đẹp hơn. Rồi, xích hai con đều là xích mới 100% ha. Con này là 54 tấc 2 nha anh em. Với lại nó dòng Sinowa 350 thì anh em biết là thứ nhất là nó trâu, chạy rất là trâu, chạy hoài không hư. Có những cái máy bên em bán tới thời điểm hiện tại là 12 năm rồi đó, là vẫn chạy như ngày nào nghe em, rất là bền. Đó, chỉ có là vệ sinh lọc xăng rồi hai xích đồ này kia chạy lâu ngày quá xích nó mòn hai thôi, chứ chạy thì phải nói là bền đỉnh của đỉnh luôn. Con này là 5,8 kg ha. Rồi R14 con này thì nó cũng y chang thôi, nhưng mà con này nó khác nhau mặc ốp bên đây nha. Một con thì nó mặc áo dài, một con thì nó mặc váy nha. Đấy anh em thấy không, con này thì nó bo viền đây hết luôn, còn có bên đây thì nó đây là nó mặc váy, nó hở đùi. Con này thì lam nó là 4,2 tấc nha anh em, cái lam còn chữ Sinowa luôn nè, máy rất là đẹp. Đó, con này thì cân nặng lên 6 ký nha, 6 ký. Mấy cái dòng Sinowa thì em hay khoái mở cái nắp lọc gió cho anh em coi bên trong, nó rất là đẹp. Đó, can xà beng nha anh em. Đó, chế là chế quanh rồ, anh em khỏi cần phải sợ lai đồ lai tạp gì hết. Cái lọc gió thì nó mới đét luôn. Mấy Sinowa 350 nó đỉnh lắm, về là nó mới cáo à. Đó là có con R14 ha, đây R13 nè. Đó, cũng mới đét luôn. Đó, can xà beng ha. Đó, cái lọc lọc gió nè. Lọc gió 2 tầng nha anh em, lấy tầng này với lấy tầng dưới này nữa nè, ha. Gọi là lọc gió 2 tầng. Rồi như vậy là em điểm qua sơ qua cho anh em là 14 cái máy cưa. Chút xíu nữa em sẽ chăm xăng test nổ cho anh em coi. Còn bơm nước thì bữa nay có về mấy cái con giá rẻ cho anh em nha.
mấy con bình xăng trên nè, giá chỉ có 1,3 triệu thôi, bao ship cho anh em luôn, đưa xuống nước là nó tự hút lên nha. Cột áp lưu lượng nó là 110 lít một phút, cột áp là 35m ha, R15 và R16, hai con này 1,3 triệu. Hai con này bên Nhật là nó sản xuất chuyên cho anh em đi tưới rẫy, do đó anh em đừng có lo nha. Đó, mình về mình tưới rẫy hoặc là hút giếng đồ này kia các kiểu là ok nha. Đây cái thông số anh em có thể nhìn ha, đó cột áp rồi lưu lượng rồi tiêu hao nhiên liệu luôn đó. Rồi ở bên đây nó cũng y chang nha thôi, rồi, nhưng mà bên đây nó rõ nét hơn nè, đó anh em thấy chưa. Rồi thì đây là hai cái con bình xăng trên 1,3 triệu, còn bình xăng dưới thì nó mắc tiền hơn, với lại con này là Maru đời mới nha nam, con này thì đời nó khoảng là 2015 tới 2016, đời rất là cao, chế quanh rồ tự động luôn, với lại cái nè anh em thấy không, cái tem mới ở trên bình xăng nè nó còn luôn nè, là cái con này là giá nó sẽ cao hơn, con này là giá 2 triệu nha. Đó, nhưng mà máy mới đét như là máy đập hùng vậy đó nè. Con này lưu lượng nó lớn hơn, 115 lít một phút ha, cột áp là 36m, ồ khủng khiếp ha. Maru đó, cái dòng Maru thì anh em biết là rất là bền, đời cao, chạy thì rất là tiết kiệm xăng. Rồi bơm xăng mà 4 thì á, thì em còn hai con của Honda GX25 à, 2,8 triệu. Nếu mà anh em nào mà hốt, anh em mối lái mua về bán lại rồi hốt hai con luôn thì em sẽ giảm giá thêm nữa. Còn nếu mà một con thì chỉ là để giá cho anh em là 2,8 triệu nha, bao ship cho anh em luôn rồi. Hai con này là giá quá đẹp luôn nha anh em. Đó, bao ship cho anh em luôn, nhập vô nó cũng cỡ 2,6 triệu mẹ nó rồi, còn mà bao ship nữa thì bán cho anh em mà đóng hàng đồ này kia các kiểu nữa thì chắc lời được cái ly cà phê với lại tình cảm thôi. Con này là lớn gì nữa anh em ơi, quá rẻ cho hai cái con này nha. Đó, ông nào đi hốt về bơm tưới rẫy hoặc là chạy cho nó tiết kiệm xăng là lấy con Honda GX25 này là hết bài luôn. Rồi còn muốn bơm khủng nữa thì có cái con R20 này giá 2 triệu nha, ống 60 tới 250 lít một phút nha anh em, lưu lượng á 250 lít một phút, tức là muốn gấp đôi mấy thằng này luôn. Mấy thằng này là chỉ có 110 115 thôi, thằng này tới 250, hơn gấp đôi nha anh em. Thì cái con này là giá 2 triệu, ga tự động luôn, chạy thì khá là tiết kiệm xăng, Rubin ha. Rồi như vậy là em điểm qua cho anh em cái lô R ngày hôm nay ha. Thì sau đây em sẽ chăm xăng, test nổ những cái con máy, anh em ưng cái con nào thì báo lại giùm em qua số hotline bên này, rồi bên em sẽ chốt máy cho anh em. Rồi nếu mà anh em thấy hay cho em xin một lượt like, bấm đăng ký kênh, còn bật chuông để nhận tất cả thông báo khi lên video mới ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi và luôn luôn đồng hành với kênh của bên em. Dòng này là dòng G2D nè. Đó, nên là chạy rất là bốc, con này với cái con bên đây là giống nhau nha anh em. Nổ y chang thôi. Văng nước cái luôn, rất là bốc. Đó, anh em mua con này sẽ được máy đời cao, chạy bốc, tiết kiệm nhiên liệu là số 1 luôn. Rồi giờ thì chính Honda GX25 nha anh em, con này là 4 thì chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Công tắc nè.
20 ga tự động nha anh em, rất là mê. Đây ga tự động nè, thấy không, đây mình cửa ép ra nè, hút rất là mạnh nha, đó lì máy luôn nè. Con này là ga tự động nha anh em. Mấy cái máy nãy em thử cho anh em á, khi mà đưa tay vô nó hút đúng không? Cái máy nó lì lại, còn thằng này nó không thông minh lắm nha. Khi mà đưa tay vô hút nó lì lại phải không? Là tự động nó tăng ga lên, nó bù lại. Là nó dẫn cái lực hút đó, dẫn cái bức ga đó, nó tăng ganh ga cho. Giống như có một cái người lên ga cho mình vậy đó. Rất là thông minh nha anh em. Còn lực hút của cái con này thì thôi rồi đi, nó mà hút là anh em mà yếu giật cái tay ra không nổi luôn. Rất là khỏe nha, chỉ có 2 triệu thôi bao ship cho anh em. Cái máy này tại vì nó nặng, nó tới mười mấy ký đó, nên là khi mà tiền ship nó rất là cao, 200-300 ngàn đó. Bao ship cho anh em như vậy là cái giá trị của máy này bán cho anh em 1.600.000, rất là rẻ nha. Mà hút là cực kỳ rẻ luôn, xài xong phát quá xong lại. Makita này nghe rất là hay ha anh em, có lực và cái tiếng nào ra tiếng nấy ha. Rồi R4, cái con máy đẹp nhất trong lô ngày hôm nay anh em, rất là đẹp luôn. Tiếng nổ nó nghe rất là hay, giòn bóc ha. Rồi chạy thì rất là tiết kiệm xăng, và đặc biệt là con này là có chụp dịch trợ lực luôn, chạy rất là đã ha.
Một trong những cái dòng mà máy gọi là chạy sướng nhất anh em, chạy nó không có cái độ trễ của tay ga, anh em bóp cái lỡ lên nè, rất là nhanh ha. Chạy bốc mà rất là đẹp nữa nha nè ha. Con này giật rất là nhẹ nha anh em. Đấy, em nhẹ lên thôi là nó nổ. Với lại tiếng nổ của nó có cách âm nha. Tiếng nổ nó rất là êm, nhỏ, không có lớn nha. Dòng này cưa rất là khỏe, giật rất là nhẹ, mà đặc biệt là tiếng nổ của nó rất là cái tiếng ồn á, tiếng ồn nó rất là hấp, nên là mình cưa lâu nhiều tiếng đồng hồ á, mình không có bị nhức đầu ha. Đây là con R9 máy cưa bắp Mỹ ha. Tanaka nằm đứng nổ rất là bốc nha anh em.
Rồi đây là một trong những, đây là con duy nhất trong lô, tiền ít mà hít hàng hôm nha anh em nha. Đấy, máy móc bên trong là kiểm tra với cái độ mướt của máy như vậy thì anh em thấy là cái máy này nó còn rất là ngon nha, cái động cơ bên trong còn rất là mướt luôn, với lại cái dòng G361 này là dòng máy hệ nên là cái tiếng máy nó rất là mướt, anh em càng cưa nó càng mướt, cái máy chạy nó nghe rất là phê, cưa máy rất là nhanh và tiếng máy nó mướt, nó không có cái nó đều cái ga nó mướt rượt luôn, nó không có cái dạng như mà gợn sóng, ga là mướt rượt từ đầu tới cuối luôn, ga đầu ga cuối gì cũng vậy luôn. Đó, chỉ có 2,5 triệu thôi, con này phải nói là anh em phải tranh thủ mua đó, tiền ít mà hết hàng hơn là phải nhanh tay hốt cái con R11 này nha. Nó trang bị cái xích mới luôn nên là cưa rất là khỏe ha. Là sau khi mà mình nạt cho đã xong cái mình buông ra cho nó về ganti lại rất là giòn ha. Cái máy nghe rất là mềm, tích mới 100% nha anh em, làm lên tinh đầu nhọn luôn. Tuyệt vời luôn.